Vừa đến nơi, Cửu Vĩ và Ngưu Ma đã nhìn chằm chằm hai tên nhân loại. Thế nhưng khác với vẻ đồ sộ và khí thế đáng sợ tỏa ra từ cơ thể mình, hai đứa chúng nó chỉ nhìn đối phương lặng lẽ, nói đúng hơn là trong ánh mắt không có một tia sát khí nào. Ở phía đối diện cũng nhìn lại như thế, chỉ có khác là một kẻ chờ đợi còn một kẻ cảnh giác. Gen đã từng gặp qua anh chị em cùng cha khác ông nội của Tiểu Linh, nhưng Tàng Phong thì chưa có cơ hội đó. Phần lớn thời gian từ khi được tạo ra, anh ta đi khắp nơi để thực hiện những nhiệm vụ bí mật của Hắc Ám, chưa từng có cơ hội gặp dị thú của Mê Vụ Đại Sơn. Giờ đây có chút bức người vì dù đứng xa như vậy vẫn cảm nhận được rõ rệt sự uy hiếp tỏa ra từ hai con dị thú. Mãi không thấy đại sứ kem trộn lên tiếng, Tàng Phong mất kiên nhẫn, đưa tay chạm vào thanh kiếm bên hông định chủ động ra tay, dù sao cũng chẳng ngán bố con thằng nào cơ mà. Vậy mà Gen từ đầu đến cuối không nói gì, lúc này lại bước ra ngăn cản thẳng thừng bằng động tác hất áo choàng. Biết tính Tàng Phong nóng như kem, Gen quay đầu nhắc nhẹ, dị thú của Mê Vụ Đại Sơn cùng nhóm với chúng ta, định tỏ ra ngồi lòi chút để phía bên kia phải lên tiếng trước mà phải giải thích cho Tàng Phong mất cả hay. Nhưng không sao, được cái cuối cùng cô chị cả cũng lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng câu hỏi đi thẳng vào chủ đề. Tình hình hiện tại như thế nào rồi? Gen cũng đáp thẳng, tình hình hiện tại rất không tốt. Cường giả nhân loại hoàn toàn không giúp được gì, cộng thêm bây giờ bọn ta không thể nào ra tay giúp đỡ nữa. Tuy nói ra giọng ngập ngừng nhưng với Gen lại để sự khẩn thiết trong đó. Nãy giờ cậu ta cứ luôn bồn chồn vì chuyện không thể ra giúp Tiểu Linh, nói với Cửu Vĩ cũng là một giải pháp. Từ khi mới bắt đầu trận đấu, nghị trưởng vẫn luôn trong thế bị động. Hơn nữa bây giờ còn có không ít dị thú đang âm thầm nhìn trộm. Tiểu Linh từ lâu đã phải một mình đối chọi với 2-3 dị thú một lần mà chỉ luôn phải cầm cự. Gen chốt lại một câu tóm gọn tình hình nơi đó, nghị trưởng hoàn toàn không dám chiến đấu hết sức. Từ nơi xa thấy được khói bụi chiến trận không có mấy màn lửa tưng bừng của cô gái, Cửu Vĩ cũng nhanh chóng nhận định Gen nói đúng, hiếm khi thấy thanh nhi chật vật như vậy, liên tục bị ép cho phòng thủ hoặc tránh đi, chẳng mấy khi công kích được. Nếu không có được sự trợ giúp của kẻ khác để ra tay thoải mái được, chắc chắn cần sự trợ giúp một chút. Cửu Vĩ nhìn về hướng đó, khẽ giọng bảo Ngư Ma, lên đi, nó gật đầu đồng ý đi ngay, chiến trận chỗ Tiểu Linh đang hết sức căng thẳng. Cô vừa đưa tay ném ra một trận hỏa viêm phừng phừng, những khối cầu sáng rực ánh lửa nhập lại thành một dải dài uốn quanh hỏa hồ. Bỗng chốc thấy không có tí tác dụng nào với con dị thú này, trái lại đòn tấn công của Tiểu Linh nhạt dần rồi biến mất xung quanh nó. Bởi cái tên gọi hỏa hồ không phải hữu danh vô thực, tấn công lửa về hướng nó chẳng khác nào cho con dị thú thêm sức mạnh, nó cứ thế mà hấp thụ hết sạch. Ở tầm tấn công trên cao, Bạch Long bạn nó đang làm chủ, vẫy vùng chán chê rồi lại hả mồm khạc ra một cục đờm trắng lớn với diện tích trải rộng, bắn về phía đám siêu phàm giả. Trông như dùng dao mổ trâu giết gà nhưng chiêu thức của nó thật sự rất nhanh và dứt khoát, ai không nhảy lên tránh kịp đều quy tiên. Mà con rồng này khỏe vãi, nó nhả chẳng biết bao nhiêu cột sáng linh lực như vậy rồi. Ngay khi Tiểu Linh vừa tránh xa khỏi luồng linh lực, hỏa hồ chấp ngay thời cơ há to cái miệng lao đến chỗ cô gái. Nó muốn dùng hàm răng sắc nhọn này trực tiếp cạp nát cô, từ ban đầu xuất chiến đã nhận ra đây là một trong những kẻ khó nhằn nhất trong đội ngũ siêu phàm giả, chỉ cần xử được cô trận chiến sẽ kết thúc. Thế nên hỏa hồ càng được nước mà hung hăng tợn, ánh mắt nó híp lại đầy nguy hiểm, gào rú nạp mạng đi, lao vút về phía cô. Tiểu Linh vừa mới nhảy thoát khỏi cột sáng linh lực, giờ lại rơi ngay vào tầm đớp của con dị thú khó mà tránh khỏi mà vẫn nguyên vẹn không thương tích. Ánh mắt cô đã lóe lên sự chấp nhận, dù sao từ nãy đến giờ đều đang trong thế bất lợi chiến đấu với chúng nó, nếu có thương tích cũng dễ hiểu thôi. Siêu phàm giả tấn công tầm xa nhào về chỗ cô muốn kéo ra ngoài, tình hình đang căng cực căng, mồm la không ổn nhưng thật sự lực bất tòng tâm không thể tới được kịp lúc. Thì bất thình lình một bóng hình tối sẫm nhảy phốc ra cách Tiểu Linh không xa, chỉ bằng một cú vung rìu, Ngưu Ma đã cắt một đường qua cuống họng và phần cằm của con dị thú đến tóe máu. Không rõ là máu từ miệng hay từ vết thương ra nữa, nó giống lên một tiếng đau đớn, mặt lệch hẳn qua một bên theo đòn tấn công của Ngưu Ma. Độ máu chiến của con này phải gọi là lên đến đỉnh điểm, ăn một cú đánh chí mạng mà ánh mắt hằn lên tia giận dữ cực độ chứ không phải sợ hãi. Nó liếc xuống dưới như kiều đầy coi thường với chỉ bằng nửa con mắt, hàm răng sắc nhọn siết chặt vì đã vụt mất con mồi. Tiểu Linh vừa thoát chết liền nhận ra kẻ mới đến cứu mình mà mừng vui không tả nổi. Ánh mắt cô gái trẻ long lanh ánh lên niềm vui và xúc động không nói ra được thành lời. Đã bao lâu rồi chưa được gặp trực tiếp Ngưu Ma nhỉ? Có vẻ đã hơn 3 năm từ lúc cô về Mê Vụ Đại Sơn. Lúc này cảnh tượng dị thú từ đâu nhảy ra chém hỏa hồ trong mắt siêu phàm giả không khác gì phim kinh dị. Đó là Ngưu Ma, dị thú của Mê Vụ Đại Sơn đến kìa. So với hỏa hồ, anh hai của công ty đa giống loài không được lợi về kích thước cho lắm, nhưng được cái nó có vũ khí lợi hại hơn. Từ ngay trên không trung, Ngưu Ma vung cây rìu của mình lên hét lớn, lĩnh vực trọng lực. Theo đà ánh sáng của vũ khí quét qua, đầu con dị thú bị áp lực khủng khiếp đè ép xuống dẹp lép trên mặt đá mà lưỡi rìu còn chưa kịp chạm vào. Hỏa hồ xòe rộng hai chân cố chống lại mà thân thể vặn một cách khó tả, nó không ngóc được đầu lên, bên thái dương bên trái bị đè nghiến khiến miệng tự động há lớn lè cái lưỡi ra ngoài. Tiếng giống kinh thiên của nó tắt ngúm nơi cổ họng khiến siêu phàm giả ngạc nhiên lắm. Một mảng lửa bay lảng đảng trên không trung chứng tỏ hỏa hồ đã bị khống chế hoàn toàn. Tình hình đột nhiên thay đổi chóng mặt đến chính người tham chiến như anh ta còn bất ngờ. Cửu Vĩ lặng lẽ tiến tới từ khi nào không rõ, ánh mắt tự hào của cô chị chiếu vào thằng em trai không ngừng trong lúc dặn dò lui xuống đi. Nhân loại, đây không phải là nơi các người nên đến. Nó quá khẽ khàng đến mức siêu phàm giả nọ giật mình quay lại, lúng búng một hai chữ rồi thốt ra câu hỏi, các người đến đây để giúp bọn ta sao? Cửu Vĩ đổi ánh mắt khinh thường liếc xuống tên nhân loại vừa nói thiếu suy nghĩ, câu trả lời thoát qua kẽ răng nghe đầy vẻ miệt thị. Bớt tự mình đa tình đi, bọn ta muốn thu hồi thi thể rồng. Nói cứ như sẽ giết được ta đấy.
Bạch Long còn sống sờ sờ khỏe mạnh đây mà con hồ ly mới đến đã chu ẻo nó chết để nhặt xác về. Làm sao không điên tiết mà giống lên ầm ĩ cho được chứ. Cơn giận của nó đã kéo thêm dị thú lông trắng từ trong hẻm núi nhỏ nhảy ra ngoài giao chiến. Mặt đất rung rinh dữ dội khi một con tinh tinh toàn thân trắng xóa nhảy ra đáp đất đầu tiên. Con dị thú này rõ ràng cũng là một chủng loại thiện chiến, sức nặng của nó khiến hẻm núi như bị xới tung. Một con trồn lông trắng xóa như ở vùng tuyết chạy băng băng qua những mỏm đá mà xuất hiện góc vui. Mỗi lần móng vuốt nó quặp lấy mỏm đá là chỗ đó lõm ít nhiều. Người chưa tới mà cái miệng há ra ken két đã thông báo sự xuất hiện, cũng là theo tiếng kêu gọi của Bạch Long mà tới nơi này. Đám siêu phàm giả tái hết cả mặt mày, mỗi Bạch Long với Hỏa Hồ thôi mà cả đám chật vật tưởng chết đến nơi rồi. Giờ thêm hai con dị thú khát máu nhào ra, vài người trong đội thấy mất niềm tin hẳn, mắt trợn ngược muốn về nhà với mẹ lắm rồi. Tiểu Linh chớp thời gian vừa được cứu, tụ họp với Bạch Ngọc vừa tiến đến, cưỡi trên đầu nó hét to cảnh báo, đó là Viên và Tuyết Hồ. Quả nhiên vẫn còn trợ thủ khác ẩn nấp. Kinh qua nhiều trận sống còn với Tiểu Linh, con bạch tượng này sợ gì ba bọn nhãi nhét đồng màu với nó chứ? Vừa chạy vừa giống dài tiếng voi, Bạch Ngọc gọi cô, Tiểu Linh, chúng ta cùng lên thôi. Thế là rất nhanh cuộc chiến đơn lẻ của một nhóm người đột nhập vào địa bàn dị thú đã trở thành cuộc chiến của cả nhóm lông trắng và một nhóm hỗn tạp đủ màu sắc, đủ chủng loại. Được cái bọn lông trắng được sinh trưởng ngay tại khe núi này, kích thước bọn nó to hơn hẳn, trông đám siêu phàm giả cùng dị thú phe mình nhỏ bé trước sự uy hiếp đến từ dân bản địa. Bốn đứa chúng nó ngoạc mồm ra đồng thanh giống lớn đầy thị uy với hàm răng sắc bén đủ sức xuyên thủng lớp da con mồi. Hỏa Hồ cũng đã chạy qua sát cánh cùng đồng đội của nó, không tách ra nữa để tránh gặp phải tình huống bị đánh lẻ như vừa rồi. Tiếng giống đó không khác gì tiếng còi khiêu chiến, Cửu Vĩ ở phía đối diện cũng chẳng ngại gì va chạm đôi chút. Nó há to miệng, ra lệnh một chữ duy nhất, lên. Cùng với Ngưu Ma, Bạch Ngọc và Tiểu Linh vừa đủ 4 mạng để đối chọi với 4 mạng ở bên kia. Đám siêu phàm giả không có cửa tham gia trận chiến, có giúp gì thì cũng chỉ góp mặt cho có mà thôi. Trong lúc trận chiến nơi xa xôi đang diễn ra căng thẳng, ở khe núi Bắc Vũ, bên ngoài Mê Vụ Đại Sơn không có chút sương mù nào. Nắng từ trên cao xuyên qua tầng mây tỏa sáng bên dưới, cảnh sắc lung linh như một ngày hè. Trên mặt đất lác đác màu cỏ dại mọc, Thanh Phong đang quỳ một chân, giơ một bên càng lên diện kiến thần thụ, nhẹ giọng hỏi ngài gọi ta sao? Phần thân rễ cây của Ngu Tử Du ngồi chễm chệ trên cái ghế được hắn bện lại từ mớ rễ cây đen ngòm, giống như sợ ánh nắng mặt trời mà lùi lại dưới bóng râm. Nó có chút ngạc nhiên khi được diện kiến chủ nhân một mình, chẳng phải bình thường đều được phân việc hoặc dặn dò theo nhóm sao? Hắn ngồi lọt thỏm trong cái ghế, thoải mái vắt chéo chân, đưa tay lên đỡ trán nhàn nhạt gọi Thanh Phong à, nghe nói quan hệ giữa ngươi và Thiểm Quang rất tốt. Đó là chuyện không ai là không biết, Thanh Phong nhẹ nhàng đáp vâng không chút hồ nghi. Ngoài là bộ đôi kiến và bọ ngựa cùng kề vai sát cánh, tình cảm của cả hai đã đạt đến ngưỡng tuyệt đối. Lúc trước Thanh Phong còn sẵn lòng hiến thân cho cô vợ mình ăn để tăng sức mạnh nữa cơ mà, đâu phải ông chồng nào cũng sẵn sàng làm vậy. Ngươi và Thiểm Quang kề vai sát cánh tác chiến, tương lai lại là người thừa kế quân đoàn bọ ngựa, lại còn có thể nhận được sự trợ giúp của tinh hoa sinh mệnh và tất cả những tài nguyên cao cấp. Nghe mọi thứ rất mượt mà, trơn tru, cho đến khi Thanh Phong bất chợt nghe Ngu Tử Du kể ra sự thật, nhưng đã 3 năm trôi qua, người vẫn dừng lại ở rank 2 mà thôi. Lời chê trách đến quá thẳng thừng và bất ngờ khiến nó khựng lại, trong mắt mờ to đầy khó hiểu. Tông giọng của chủ nhân nâng lên một tông, bên trong chứa đầy sự đe dọa cùng cảnh cáo khi hỏi, ngươi như vậy còn có tư cách chiến đấu với Thiểm Quang hả? Thanh Phong chết khiếp bởi uy lực tỏa ra từ thần thụ, đứng trước cây liễu nó nhỏ bé một cách bất thường, mồ hôi bắt đầu tuôn xối xả trên đầu, chỉ là miệng mím chặt không biết phải thanh minh sao cho đúng. Trong 3 năm vật đổi sao rời, ai cũng tăng cấp hoặc tiến bộ ở đâu đó, sao chỉ duy nhất mình nó là không? Nhưng Ngu Tử Du không đến đây để hạch sách, hắn lôi ra một đống gì đó tím tím, cũng là giải pháp cho Thiểm Quang. Hắn bảo ăn cái này đi, lại gần hơn mới biết đó là một con côn trùng có thân hình dài và nhãn, có bộ lông tím bao phủ, phần đầu mọc ra hai cái răng nanh trông khá nguy hiểm. Ngu Tử Du giải thích, đây là trùng hư không, cắn nuốt rễ cây của ta 3 năm, bây giờ biến dị trở thành dáng vẻ hiện tại. Đẩy nó đến gần Thanh Phong còn đang trợn tròn con ngươi đỏ nhìn chằm chằm thứ quái đản này. Ngu Tử Du dục nó ăn đi, nuốt nó đi, nếu thành công thì ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Còn nếu thất bại, không có chuyện trở thành thụ đâu vì vốn dĩ Thanh Phong đã là thụ rồi. Ngu Tử Du chậm chậm nói nốt, nếu thất bại ngươi sẽ trở thành con rối của nó, cuối cùng tử vong. Hắn nghiêm giọng ra lệnh, lựa chọn đi, nhưng rõ ràng ai cũng biết đối với Ngu Tử Du, đâu mới là lựa chọn được hắn khuyến khích. Và thêm nữa, Thanh Phong không phải kiểu dị thú rụt rè, nó muốn tăng cấp thật nhanh để theo kịp vợ và kề vai chiến đấu chứ. Cơ hội nâng cao thực lực đang ở ngay trước mắt rồi, làm sao mà từ chối được? Dương đôi mắt có mấy phần phấn khởi lên, Thanh Phong đáp ngay, ta bằng lòng. Nó dõng dạc đứng thẳng trước thần thụ phát biểu, so với việc chết như một kẻ yếu, còn không bằng Viên Lạc khi biến thành một kẻ mạnh mẽ. Lựa chọn rất tốt và dứt khoát, Ngu Tử Du không nói thêm, nhưng lộ nhiều phần hài lòng khi nghe khẩu khí của Thanh Phong. Hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng đã hiểu, rồi đẩy con trùng hư không về phía Thanh Phong. Phải nói thật bọ ngựa xanh hồi hộp khi thấy nó trôi về phía mình lắm, thứ đó to bằng 1/3 người nó, còn là kẻ đã nhai nuốt rễ cây của thần thụ mà phát triển mấy năm nay. Nhưng khi đến vừa tầm răng, Thanh Phong không chút chần chừ mà cạp một phát mạnh mẽ. Ánh sáng của khối cầu thoát ra ngoài theo kẽ răng, quá trình nuốt chửng con trùng này diễn ra rất nhanh và kết quả cũng theo đó mà đến ngay tắp lự. Toàn thân Thanh Phong toát ra luồng linh lực màu tím sẫm, tràn ra từng mạch của con bọ ngựa xanh, khiến lớp da bên ngoài của nó tan chảy như nước rồi bốc thành không khí.
Thanh Phong há miệng hét lên khủng khiếp, cảm nhận được sự thiêu đốt toàn thân, tiếng thét vang vọng vào lỗ tai cây của Ngu Tử Du và khắp hẻm núi Bắc Vũ, nhưng chủ nhân của nó vẫn ngồi đó theo dõi tiến trình, không hề tỏ ra một chút lo lắng.